Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay, 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, sau 61 tuổi, biết được mệnh trời, nắm được thiên cơ, làm đâu trúng đó, làm một hưởng 10, giàu sang phú quý bất ngờ, về già được hưởng phúc lớn bên con cháu. Tiên tri tiết lộ thiên cơ đổi vận, giúp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ sau 61 tuổi hưởng phúc trời ban, tiền về tới tấp, về già cực sướng. Quý vị thân mến, có khi nào bạn tự hỏi rằng tại sao mình đã cố gắng sống tốt bằng cách hành xử tốt với mọi người, cố tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội, nhưng vẫn thấy xui xẻo thường xuyên ập tới? Đừng vội đau buồn, bởi đó là quy luật của nhân quả, có thể đó là nghiệp mà kiếp trước bạn đã gây ra, nên kiếp này phải nhận lại. Sự báo ứng luôn tồn tại. Một khi ta đã biết đó là nghiệp quá khứ, thì chớ nên nản lòng, mà thay vào đó là kiên quyết vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp, sau khi khổ tận cam lai, tức là bạn đã trả nghiệp xong, lúc này hãy sống thiện để tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm, từ đó phúc lành sẽ lại ghé thăm nhà bạn, cuộc sống lại hạnh phúc an nhàn mà cũng chẳng còn âu lo phiền muộn. Dù cho hơn nửa đời đã trôi qua, thì phía trước Quý Mão vẫn còn nửa chặng đường nữa phải tiếp bước, việc nắm rõ vận trình cuộc đời mình sẽ diễn biến ra sao cũng vô cùng thiết thực và chính đáng. Nếu như may mắn ập tới bất ngờ, ta cũng có thể vui vẻ đón nhận, mà không may gặp họa cũng có thể tai qua nạn khỏi. Chỉ có khi hiểu rõ mình, hiểu rõ đời, ta mới có thể an nhiên tự tại mà sống vui, sống khỏe, sống an lành. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vốn dĩ mệnh số của những người tuổi Quý Mão là người luôn ôm giữ mộng tưởng về sự giàu có bậc nhất bản thân. Nếu nói về số mệnh giàu sang thì bản mệnh tuổi Quý Mão này chỉ có 3 phần, chính vì vậy Quý Mão thường khá chật vật trên con đường chinh phục sự giàu sang của mình. Thường thì Quý Mão sẽ trở thành tỷ phú khi đã ở độ tuổi trung niên, thế nên Quý Mão thường có tâm lý than thân trách phận, trách ông trời không công bằng, vì bắt Quý Mão phải mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời mới có được cuộc sống giàu sang mà Quý Mão khát khao bấy lâu như vậy. Từ 61 tuổi trở đi thì Quý Mão biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 61 tuổi trở đi biết mệnh trời, Quý Mão từ 61 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Quý Mão sau 61 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn, bản mệnh học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không oán trời, không trách người, không lười nhác. Đa số Quý Mão đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo, đặc biệt là Quý Mão người này cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Quý Mão còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình. Bản mệnh được rất nhiều người yêu thương và quý mến. Đồng thời, Quý Mão cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình. Bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Quý Mão nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ từ người khác. Xét về tính cách, tuổi Quý Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy, làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của con người tuổi Quý Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất di bất dịch,
Những người tuổi Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Mão thường đạt được thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi uy tín ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên trong cuộc đời. Mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công, bởi sự nhạy cảm của mình mà tuổi Mão rất dễ bị tổn thương. Vì những lời nói gay gắt phê bình của người khác, bình thường họ rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Mão trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ đối với những người thân xung quanh. Tuổi Mão thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc, mọi nơi, điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Mão trong cuộc sống. Với mọi mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cau có, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm, thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Quý Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái tự do. Nếu có áp lực căng thẳng, tuổi Quý Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì tuổi Mão lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Họ bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Người tuổi Quý Mão rất thích ăn diện, đặc biệt họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Người đàn ông tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, lời nói cử chỉ luôn hòa nhã khiến mọi người luôn khắc phục sự thông minh, cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của tuổi Quý Mão. Vì sức tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột nên đôi lúc họ trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nói tóm lại, người tuổi Quý Mão sẽ vượt mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, nhưng khi họ cần vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống họ luôn tìm cách né tránh xung quanh xung đột mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất cân sĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tuổi Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng trí tuệ của họ, vì thế họ dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Nam mạng, cuộc đời người Quý Mão có nhiều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở chung vận gặp nhiều may mắn thuận lợi đến họ. Hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, những người này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt thì tự khắc được tăng tuổi thọ. Nữ mạng cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào. Cả tiền vận, chung vận và hậu vận đều thảnh thơi an nhàn, hưởng phúc không phải buồn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi Quý Mão, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức tự khắc được tăng niên kỷ. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp, cuộc sống tốt, tình duyên kết trái, năm 21 tuổi, công danh tài lộc hơi yếu kém. Từ 22 đến 25 tuổi, những năm này khá tốt về việc làm ăn, cũng như về bước công danh. Từ 26 đến 30 tuổi, những năm này công việc ổn định, tuy nhiên tình duyên lại không mấy thuận lợi, không khí gia đình dần trở nên căng thẳng. Tuổi Quý Mão cần phải biết lắng nghe nhường nhịn và dành nhiều thời gian chăm lo quan tâm đến mọi người trong gia đình. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, nghề nghiệp lẫn công danh phát triển mạnh. Năm 32 và 33 tuổi, cuộc sống gặp nhiều may mắn. Năm 34 và 35 tuổi, có xấu, coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, năm trung bình,
Năm này việc làm ăn không được phát đạt lắm, năm 37 và 38 tuổi. Hai năm này khá, làm ăn được may mắn, cuộc sống có nhiều tài lộc, năm 39 và 40 tuổi thì thận trọng không nên làm ăn lớn. Từ 41 đến 45 tuổi, những năm này cần đề phòng tai nạn, cũng như việc giao dịch tiền bạc, vì không gặp may cho lắm. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi, có nhiều cơ hội tốt để phát triển công danh và sự nghiệp, có thể thành công trong cuộc sống. Năm 47 và 48 tuổi, tràn đầy hạnh phúc, công danh có phần phát triển về tài lộc. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này sức khỏe dồi dào, nhưng tài lộc yếu kém, lại có hao tài. Từ 51 đến 55 tuổi, thời gian này mọi việc đều có phần tốt đẹp, về cuộc sống cũng như về gia đạo và tình cảm. Từ 56 đến 60 tuổi, năm 56 tuổi, sự nghiệp vẫn phát triển. Năm 57 và 58 tuổi, cuộc sống tốt đẹp hơn, con cái cũng gây dựng được cơ đồ. Năm 59 và 60 tuổi, hai năm này sức khỏe có phần suy yếu, tài lộc kém, nhưng cuộc sống và gia đình vẫn có nhiều chuyện tốt. Tiếp theo là vận trình tuổi Quý Mão, sau 61 tuổi. Theo tử vi nhận định, Quý Mão chính là con giáp có khả năng đổi vận, nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ, từ sau 61 tuổi. Nếu như Quý Mão biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại, thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Giai đoạn này, lưu lộc tồn tốt, vận trình công việc của Quý Mão sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân bản mệnh cũng cảm thấy bất ngờ. Từ sau 61 tuổi, cũng là lúc Quý Mão có được những thắng lợi, thành quả, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập, quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Quý Mão vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm, chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều trái thơm sau những tháng năm dài cố gắng. Theo tử vi 12 con giáp thì Quý Mão luôn tràn đầy nhiệt huyết, cuộc đời họ đã ấp ủ rất nhiều dự định, kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá, giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới, sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới. Từ sau 61 tuổi, cũng là lúc vận số của Quý Mão hanh thông, thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, Quý Mão tạo năng suất và hiệu suất làm việc rất tốt, phải nói là vô cùng tốt khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà công việc của bản mệnh cũng phát triển theo chiều hướng ổn định. Sau tuổi 61 này, Quý Mão dù gặp phải khó khăn, thách thức như thế nào thì đều rất lạc quan, nhiệt huyết. Ngoài ra, bản mệnh cũng là con giáp tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ ai đó nếu họ gặp khó khăn. Những việc tốt mà Quý Mão làm sẽ tích phúc tích đức cho gia đình, bản thân, giúp họ thu hút được nhiều năng lượng tích cực và vận may mắn hơn. Giai đoạn hậu vận này, cát khí của bản mệnh sẽ được cải thiện, vận trình hanh thông, mọi khó khăn đều được dàn xếp và tháo gỡ. Với những Quý Mão đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, có thể gặt hái cho mình nhiều thành tựu nhờ vào sự kiên trì, chăm chỉ và bền bỉ của bản thân. Về phương diện công việc, nhờ có khả năng thăng tiến, thu nhập kha khá, gia đình vui vẻ, hòa hợp, không cần phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Vốn dĩ trời sinh ra Quý Mão đã được sở hữu tố chất tâm lý vững vàng, suy nghĩ tích cực, ổn định, họ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh áp lực, bản mệnh cũng rất thực tế, cần kiệm chậm chắc tiến lên. Trong giai đoạn này, vận may của bản mệnh sẽ kéo dài từ đầu đến cuối, Quý Mão nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, khởi đầu thế thời mới với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển đi lên. Từ sau 61 tuổi vừa bận rộn với công việc, dù rất mệt nhưng mọi nỗi buồn được thổi bay khi trong tay Quý Mão có tiền, gia đình hạnh phúc, êm ấm, luôn sát cánh bên tuổi Quý Mão trong mọi hoàn cảnh. Những năm hậu vận này, bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh, quy mô đầu tư, buôn bán, làm ăn của mình để gia tăng thu nhập. Trong năm 2023, năm đại hạn 61 tuổi, cuộc sống của Quý Mão gặp rất nhiều biến động tiêu cực, trắc trở nối tiếp nhau. Nhưng khi bước sang năm 2024 là đổi đời hẳn, một khi thần tài đã gõ cửa thì Quý Mão làm gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ hơn. Trời sinh Quý Mão vốn đã có số phú quý và quyền lực rồi, sau những chuỗi thời gian vất vả thì bản mệnh nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, đồng thời, vận khí và phúc khí sẽ củng cố sự nghiệp ngày càng vững vàng hơn cho tuổi Quý Mão, chúc bản mệnh đó một giai đoạn mới phúc lộc đầy nhà, gia đình vui vẻ. Tử vi vận số của con giáp, từ 2024 trở đi, Quý Mão tạo năng suất và hiệu suất làm việc rất tốt, phải nói là vô cùng tốt khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà công việc của con giáp này lúc nào cũng phát triển theo chiều hướng ổn định, vận may sẽ tìm đến với bản mệnh, Quý Mão sẽ có sự phát triển lớn về mặt tài lộc và nhiều mặt khác nữa, vì cách bản mệnh đối nhân xử thế rất khéo léo, lại hợp lòng người,
nên nhận được nhiều sự quý mến, yêu mến từ mọi người. Năm này Quý Mão gặp được quý nhân thì có lẽ quý nhân sẽ đến từ phía những người này. Giai đoạn mới này, bản mệnh cũng tích lũy cho bản thân được khối lượng tiền bạc kha khá, ngày càng được mọi người đánh giá cao ở nơi làm việc. Người thân, bạn bè cũng rất mừng cho Quý Mão. Gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, bản mệnh sẽ phát tài phát lộc, có được sự thịnh vượng trong năm 2024. Quý Mão có nhiều cơ hội để thăng tiến, lương thưởng tăng tiến, thu nhập ngày càng được cải thiện và bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, nhận về được một khoản thu nhập phải gọi là không phải dạng vừa đâu. Những người tuổi Quý Mão trong năm 2024 sẽ kết bạn nhiều hơn, kết thêm nhiều quý nhân nâng đỡ hơn, nhờ vậy bạn sẽ có sự thuận lợi hơn trong việc thực hiện ước mơ của mình, anh hùng cứu mỹ nhân. Vì hồng nhan phẫn nộ, đó là sức mạnh của tình yêu, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đó là dấu hiệu của chính nghĩa, tức giận bóp nghẹt trái tim, đó là mầm bệnh, manh động là ma quỷ, là tội lỗi. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nói rằng, tức giận khởi đầu bằng ngu xuẩn và kết thúc bằng hối hận, người thông minh khéo khống chế cơn tức giận, người ngu xuẩn bị cơn tức giận khống chế. Quý Mão khi còn trẻ tính nóng một chút, làm việc bột chộp một chút thì có thể hiểu được, bởi vì anh ta chưa lịch duyệt từng trải. Từ sau tuổi 61, Quý Mão đã sống quá nửa cuộc đời rồi, nếu mà vẫn chưa thấy rõ chân tướng của sự tình, không khống chế được cảm xúc của mình, thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Do đó, nửa đời sau hãy thu cái phẫn nộ của mình lại, làm một người tâm bình khí hòa. Quý Mão đến tuổi 61 con cái cũng trưởng thành rồi, cần phải buông tay rồi. Nhưng nhiều Quý Mão luôn không buông tay được, vẫn thường trách con cái, ham muốn kiểm soát con cái như thế này, khiến cả nhà đều nhọc tâm khổ tứ, thậm chí thân tâm mệt mỏi. Nơi công sở Quý Mão cũng đã kịch trần rồi, thế nên cần từ từ rút ra khỏi cương vị. Tuy nhiên nhiều người vẫn yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng mình ở ngôi vị cao, vẫn không ngừng nghỉ tranh giành với người. Qua tuổi 61, tự thức tỉnh lớn nhất của Quý Mão chính là buông bỏ tranh chấp, biết buông bỏ, thay vì tranh giành mọi thứ, tốt hơn hết là nên thực sự rút lui. Khi Quý Mão đã qua cái tuổi 61, nhớ lại những thời gian mà mình đã trải qua, thì sẽ phát hiện ra mình quả thực rất nỗ lực, mà vẫn còn tức giận, thì chính là lòng tham vô đáy, chính là trái với tâm nguyện nỗ lực ban đầu của Quý Mão. Nếu chẳng phải vì để nửa đời sau an nhàn, hạnh phúc, thì việc gì Quý Mão phải nỗ lực, phúc khí giống như làn gió xuân. Chỉ khi Quý Mão tĩnh tâm lại, để mặc gió lướt nhẹ trên da thịt thì mới cảm nhận được, phúc khí giống như tia nắng, khi Quý Mão mở rộng tấm lòng đón nhận nó, thì mới thấy ấm áp cõi lòng. Phúc khí không phải là Quý Mão sở hữu nhiều hơn người khác, mà là mỗi ngày bản mệnh lại vượt qua chính mình của ngày hôm qua, nghĩ rõ ràng rồi, thì phúc khí sẽ dừng lại trong mệnh của Quý Mão. Một khi Quý Mão tức giận, đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng là sai lầm, bởi vì khi tức giận đánh mất lý trí, không nghĩ đến hậu quả, cũng không xem xét các nhân tố trên các phương diện. Người ta nói, đời người như cuộc cờ, nghĩ một nước đi một nước, đó là kẻ bất tài, nghĩ ba nước đi một nước, đó là người bình thường, nghĩ 10 nước đi một nước, đó là người trí tuệ. Qua tuổi 61, tức giận chẳng có tác dụng, vì thế nên Quý Mão hãy biến tức giận thành trí tuệ thì mới hữu dụng với bao sóng gió. Từ nay Quý Mão ngẫm lại mới thấm thì ra không tức giận thì khỏe mạnh. Một người khi tức giận thì không ngon, ngủ không yên, đi không thuận, nhìn không xuôi. Hỏa khí thiêu đốt trái tim thì sao có thể không sinh bệnh. Chúng ta ai cũng thường nói, sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, không biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh thực sự là có một tâm trạng tốt, ăn cơm thô uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng, người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh bệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 61, Quý Mão cần học được một số phương pháp không tức giận. Khi bản mệnh tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ, thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý. Bình thường Quý Mão nên đọc sách nhiều, tăng thêm trí tuệ ứng phó cuộc sống, làm người cẩn thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Vì vậy trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, Quý Mão hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày, đừng lãng phí nữa. Bản mệnh tức giận, người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của bản mệnh suy sụp thì không ai giúp gì được và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe thì Quý Mão sẽ không tức giận nữa. Quý vị thân mến, sống chết có số, sinh tử bất kỳ, muốn hóa giải được chút tai kiếp mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Quý Mão sau 61 tuổi. Theo từng tháng sinh âm lịch sẽ diễn biến như thế nào, thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của tuổi Quý Mão 12 tháng sinh âm lịch nhé.
Quý Mão sinh vào tháng 1 âm lịch. Thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân, là lúc mừng đón xuân về, nên người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời. Cuộc đời no ấm đủ đầy, tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Quý Mão sinh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, sinh vào thời điểm này trong năm. Tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạn rạng rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người tuổi Quý Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Quý Mão sinh vào tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ, thì đây đều là người có phúc, sinh vào tháng này là người thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người, nên cuộc đời có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người, dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, họ dựa vào chính sức mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Quý Mão sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức, nhưng cây cối lại sung xuê tươi tốt, nên cuộc đời của Quý Mão sinh vào tháng 4 sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Bất kể theo nghề gì thì họ cũng có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc đầy túi, cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa. Con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Quý Mão sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết Mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi Quý Mão sinh vào tháng này đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi, tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Người sinh tháng 5 âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp, tuy nhiên họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, chân thành chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh tháng này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi như ý, đại cát đại lợi. Quý Mão sinh vào tháng 6 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi, vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy, trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Quý Mão sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết Lập Thu, người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì, mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang, người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Quý Mão sinh vào tháng 8 âm lịch, sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Quý Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai, đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ. Làm việc tốt không chờ ơn báo đáp, vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời, khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở, đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Quý Mão không được kiên cường cho lắm, họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn,
không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại cát, chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng. Không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng nhột chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Quý Mão sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết lập đông, trời đất chuyển sang lạnh lẽo. Cô Liêu, người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích các hoạt động xã giao, chỉ thích giấu mình trong một nơi an toàn, không ai hay biết, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ. Người tuổi Quý Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào, họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm gặp phải nguy nan, song người sinh tháng 10 âm được quý nhân phù trợ, nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Quý Mão sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, xem tử vi Quý Mão sinh tháng 11 là người trọng nghĩa khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ, nhưng cũng dễ tan, tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải đến năm 39, đến năm 40 tuổi thì mới coi là phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quý Mão sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết tiểu hàn trong năm, đây là người tư chất thông minh đĩnh ngộ, khéo léo giỏi giang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung và độ lượng. Người tuổi Quý Mão sinh tháng chạp tính tình phóng khoáng, lại được trời thương nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai, mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực. Quý vị thân mến, cha mẹ thương con tựa biển trời, làm sao đền trả được người ơi, nếu không có hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Thế nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, đôi khi càng trưởng thành, chúng ta càng muốn rời xa vòng tay bố mẹ, và khi đó ta càng thiếu sự nhẫn nại, càng dễ nổi cáu với cha mẹ mình. Các nhà tâm lý học phát hiện sự thay đổi đó trong tâm lý là bởi bản thân chúng ta không tự ý thức được rằng mình đang kỳ vọng quá cao với mọi người trong nhà. Ta sợ người ngoài làm hại mình nên tỏ ra nhún nhường, còn người yêu chiều ta thì ta chẳng còn giữ ý. Chúng ta quên mất rằng, theo thời gian khi chúng ta ngày một trưởng thành, cha mẹ cũng ngày càng già yếu đi bởi sự giảm sút về thể lực, khả năng giải quyết vấn đề của họ cũng chậm chạp khó khăn hơn, lúc mà tầm nhìn nhận, quan sát của họ đã không còn nhạy bén như chúng ta, nên luôn muốn dựa vào con cái thì chúng ta phải biết giúp đỡ, hỗ trợ họ chứ không phải là thái độ xem thường. Bạn thử hỏi về quá khứ huy hoàng của bố mẹ xem, biết đâu bạn phải bất ngờ vì sự tài trí của họ trong kinh doanh, khả năng xử lý vấn đề không ai bằng. Hay họ cũng từng có những thành tích xuất sắc trong công việc, thế đấy, chỉ là hiện tại họ đã già đi và không được như xưa. Để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, hãy dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng mà họ có. Điều cha mẹ cần lại không phải là tiền bạc bạn đưa về. Đi qua gần hết cuộc đời, họ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Điều họ mong mỏi ở con cái là khi có việc cần giúp đỡ, họ không cần phải nịnh để nhờ con giúp, không cần phải dè dặt cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần lo lắng vì mình già yếu bị con cái coi thường xem nhẹ. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay, chứ chẳng cần phải chờ vào một thời điểm nào khác. Yêu thương thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ mình chính là giữ được sự uy nghiêm vốn có từ khi họ còn trẻ, để họ mãi luôn được tự tin thẳng thắn trước mặt con cái. Thái độ đối xử tốt nhất mà chúng ta nên dành cho cha mẹ là luôn đặt họ ở vị trí quan trọng trong lòng mình, luôn quan tâm tới cảm xúc của họ. Nếu ta chỉ mải chạy theo những thứ hư ảo trong cuộc sống này, mong cầu được nổi danh phát tài, đến quay đầu nhìn lại thấy người thân, thấy cha mẹ mình buồn rầu rơi lệ vì mình, thử hỏi thành công ấy liệu có ý nghĩa gì không, làm gì phải nhìn về cái gốc của mình. Sự thành công của bạn không phải là tiếng vỗ tay cổ vũ của người ngoài xã hội, mà là khả năng bảo vệ cha mẹ bạn, giúp họ không cảm thấy ủy khuất, oan ức trong chính ngôi nhà mình. Một người ở độ chín chắn về tuổi tác cũng như sự nghiệp sẽ ý thức và cảm nhận được rằng người ngoài chỉ là người khách qua đường tạm thời trong bước đường sinh mệnh. Cha mẹ sinh ra ta mới mãi mãi là chỗ dựa lớn nhất, mới là tài sản đáng quý nhất chúng ta có.
Chính vì vậy muốn thành công nhất định phải hiểu rằng, hiếu thảo với cha mẹ mới là việc quan trọng nhất của đời người, vì có như thế bạn mới thực sự là người đáng tin cậy, đáng để kết giao. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.